Sám văn tuyển chọn sám thái bình. Sám cầu nguyện thái bình, gieo mình trước tòa liên đài chí thành đạo cao bi ai nguyện cầu lòng vì khắp hết năm châu thay cho thiên hạ toàn cầu nhân dân nguyện mười phương Phật ai lần chín trời tạo hóa thánh thần oai linh đoái thương ngũ trượt chung sanh cõi trần kiếp sát đạo binh tai nạn cũng người ngô nghịch bảo tàng trái ngang phép nước gây đàn chiến tranh mưu sâu trước đọc sẵn dành phá tan bờ cõi cuộc thành thiên công diệt người mau cháy thành sông thay trôi mặt biển sương chồng khắp nơi ê oan hơi mịt khắp trời chết thời tàn tề sống thời chẳng an tới đâu cửa nát nhà tan đất bằng thành thì gò hoang lầu đài lấy lần đâu tri đua tài của đời chẳng tiếc đồng loài chẳng thương làm cho thiên hạ nhiều nhương đón ngăn bốn bể tuyệt đường sanh nhai dân lành giết hại hoài hoài thấy che mặt biển nước phai màu hồng xiết bao tai nạn chập chồng dưới sông đã hại trên đồng cũng âu hòa gieo khắp hết hoàn cầu tiếng than như sấm hơi sầu như mây da oan thay cho đến cỏ cây thay đều thọ hại chạy ngày
tai nạn phi thường, phúc liền động niệm cảm thương cho đời. Lòng thành chúc tùng hôm mai phần hương đạo cao nguyện mười điều răn. Một là nguyện Đức Di Đà cầu xin xuống phước an quả khắp nơi. Văn minh bình đăng độ đời, dân ngang lạc nghiệp mà nơi nơi thái hoàn. Hai là nguyện Đức Thích Ca chuyển đời ly loạn hóa ra thái bình, mở mang vần thái văn minh na vật người thơ thơ nhớ tình trung lương. Ba là nguyện chúng đề vương thần thông dẹp hết chiến trường bốn phương, đổ người ngô nghịch nè báo cường, bó tà về chánh một đường thiền tâm. Bốn là nguyện Đức Quang Âm đổ người quan trầm thù thâm thuần hoàng, đổ đời tai nạn xảy quan cùng người tất bền đều là an thuyền. Năm là nguyện Đức Phổ Hiền độ người chấp chánh giữ quyền an dân, bốn phương tương ái tương thân, đồng tuân phép nước thảo thân kính nhường. Sau là nguyện Địa Tạng Vương độ người siêu lạc bốn phương đặng về, cùng là người Thạc Tư Bề hồn linh đổ hết đông về Tây Phương. Bảy là nguyện Tư Thiên Vương thái bình đem lại như đường nghèo xưa, bốn mùa thuần tiết gió mưa, nhân phong vật thù trẻ già hân hoan. Tam là nguyện với tam quan khiến người đạo tặc hung hoang về lần, bốn phương hải yên hà thanh, nhà sanh con
thảo nước sanh tôi hiền. Chính là nguyện đức hoàng thiên hộ cho thế giới dực liền đạo binh. Dứt cơn khỏi lửa đồ án dân lành. Mười điều phát nguyện chi thành, cầu cho ba tánh tu hành thiền duyên. Tâm thành đạo cáo chư thiên, cầu xin giáng phước xuống miền Nam bán tiêu trừ tất cả tai nạn. Quang hiền đức chánh trị an nước nhà, trai thời học thuật sao tinh ba công ba nghệ văn minh anh hùng. Gái thời đức hành nữ công tài năng mỹ thuật sanh đồng trường phú, người người tâm chánh thân tu, hưng nhân hưng nhượng đức phù mình tân chánh chân bồ đức thi ân lập mà đời thành trì lê dân thái bình. Rày mừng gặp hội minh tinh